chào tất cả mọi người. Được mọi người tham quan nhà vua mèo. Tham quan di tích nhà vương. Đây toàn cảnh xung quanh khu nhà thì trồng rất nhiều cây. Cây gì nhỉ, quên rồi. Hình như không. Máy bay Mỹ không thể cắt bom được vào. Cụ là thân nhân viên tại đây mở đây và hiện tại mình đang có cụ có chỉ đức và cụ là thân nhân viên tại đây mở đây và hiện tại mình đang đây ạ là dinh thự nhà vương là thuộc xã Sa Phìn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang và cách thị trấn ạ huyện Đồng Văn là 15 km và nó một chút về sông họ vương ở đây thì cũng gốc là từ bên ạ vương Nam Trung Quốc là đi cư sang tận đất này ạ đã được hơn là 300 năm nay rồi và cụ có chỉ đức thì cụ sinh năm 1865 và cụ là mất năm 1947 và gia đình cụ ngày xưa đây ạ thì từng rất là nghèo khó. Cụ là cũng phải nơi đây mãi đó để mà kiếm kế sinh nhai và sau đó thì cụ bắt đầu tham gia vào một tổ chức của người dân tộc Hơ Mông đây có tên là Hiu Nai để mà chống lại quân cờ đen của bên Trung Quốc. Và trước khi quá trình chống lại quân cờ đen ạ thì cụ có chính thức là mới chính thức từ người dân ở đây suy tôn cụ lên làm thủ lĩnh để mà cai quản tất cả 4 huyện và 4 huyện đó là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạn và cái quản tất cả 4 huyện là có hơn 7 vạn dân thì cái nguồn thu nhập chính ngày xưa đây ạ thì là cây thúc viện và mỗi một năm ở đây cũng phải thu khoảng là 20 tấn thúc viện là bán chủ yếu để mà sang Pháp và Trung Quốc và những cái quyền ở đấy ạ thì cụ lại về đem chia cho người dân ở đây và từ đó thì người dân là lại càng là quý mến cụ hơn nên là mới suy tôn cụ lên làm thủ lĩnh ở vùng này ạ và để mà xây dựng được cả một cái tòa tự như thế này thì cụ cũng đã phải mời một thầy địa lý là người Hán tên là Trương Chiếu ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn tìm địa điểm để mà xây dựng khu dinh thự và ông là có đi khắp huyện Đồng Văn thì mới quyết định là dừng lại ngay thung lũng xã Sa Phìn này với cái lời giải thích rằng là ở giữa thung lũng này là mọc lên một quả đồi hình con rùa là tượng trưng cho thần Kim Quy và ngoài ra thì đấy xung quanh tất cả đều có núi là ba bọc và nếu mà sinh nhà trên lưng mai rùa thì về sau này ạ là sẽ giàu sang thu cái suốt đời và ngay đằng sau tòa tự này thì ngoài ra còn có một cái dãy núi ạ hình ghế tựa và có đất để mà cò duỗi chân còn ở phía ngã tay trái của ngay dinh thự ngay bên này ạ thì có một cái núi là cao ạ là chọc trời tượng trưng cho con cháu là sẽ đời đời vàng xanh còn ở phía ngay bên phải dinh thự này ạ thì có hòn núi to ngàn trời ở ngay đây tượng trưng cho con cháu là sẽ đời đời ấm no và ngoài xa thì đối diện phía ngay dinh thự ngay đằng trước là còn có ngay hai ngọn núi là tượng trưng cho Quan Văn và Quan Võ đứng ngầu và ngoài xa thì đằng sau hai cái ngọn núi này là còn có một cái dinh thự trấn ngang như là sự uống nước và chính vì cái ở đây rất là tốt đấy, thì cụ đã quyết định là chọn địa điểm để xây dựng khu dinh thự. Khu dinh thự được khởi công vào năm 1898 và đến năm 1903 thì hoàn thành và sau khi mà hoàn thành thì cụ là có cho viết ngay hai câu đối bằng chữ nhỏ người trước cổng chính vào đây ạ. Câu đối ở phía ngã tay phải của cánh cửa ngay bên kia thì là gia tích thiện hiền nhập xúc nhập có nghĩa là người tích đức tức thiện hiền người ra vào. Có câu đối ở phía ngã tay trái của cánh cửa ngay bên này ạ thì là môn phong lưu quý khách vãn lai có nghĩa là cánh cửa gia đình luôn rộng mở đón chào quý khách tới thăm. Vâng, và như là nhà mình thấy thì ở ngay đây là còn có trồng những cái hàng cây sa bông rất là cao to đấy ạ, những cái cây là có họ Hàn với cây thông và được cung cấp chính thức trồng năm 1903 và tính hiện tại đến cái cây đều đã được 120 tuổi rồi ạ. Và đối diện mình ở ngay dưới này ạ còn có ngay một cái bức tường thành ngay đây là được xây bằng đá và bức tường thành này thì dài tất cả là 265 mét và cả rộng 2 mét và nhà mình có thể để ý ạ thì ở đấy còn có ngay 36 lối chuông hai là có công năng là phòng thủ và cứ trung bình khoảng từ 5 đến 6 mét thì lại có một cái lối chuông hai và một xưa thì một lối chuông hai đấy thì là cũng là tương tự với đồng liên định là tứ giác để mà bảo vệ cho một cái tòa sự này ạ. Sau đây thì em và mình là sẽ di chuyển và đến bên trong của dinh thự. Dạy tứ. Thì cái là 4 nhà và 6 nhà dạng. Còn
chia làm ba lớp cỏ dần từ ngoài này vào phía bên trong, và ba lớp đó là tiền dinh, trung dinh và hậu dinh, và gồm có tất cả đây là 64 phòng liên thông nhau. Còn ngoài ra thì cách giữa này các lớp nhà thì lại có ngay một cái lớp sân đá ở ngay đây, và theo nghệ ăn thì gọi là giếng trời, là nơi để mà hứng ánh sáng và không khí cho lành cho tấm tượng. Và về vật liệu sử dụng chứa của tòa nhà này thì là gỗ thông đá và đá xanh, và mái ngói nhà trên này ạ thì được lập bốn nụm của địa phương ở đây, đều là có đặc biệt trang trí hoa vàng hình chữ thọ. Tường nhà xung quanh ở đây thì tất cả đều là trình bằng đất, và ở dưới trên nhà là có lớp xây bằng một cái lớp phiến đá để tránh những ngày mưa gió hắt vào bị ăn mòn chân tường. Và hiện tại nhìn mình đang đây thì là khu vực tiền dinh, và xưa cả khu vực này thì cũng chính thức là dành riêng ạ cho binh lính, tổng quản và chỉ huy là sống ở ngay kế gian ở đây. Vào năm 1923 thì vua khai định là có sắc phong cho cụ chính đức là một bộ mũ áo quan, một cái chuồng nạm và thẻ bài nhà để mà cho cụ làm quan triều đình ở đây. Và ngoài ra còn có phong cho cụ với bức hoành phi với bốn chữ vàng ở ngay ạ trên cửa ngay phía trên này đấy ạ. Và bốn chữ vàng này là sẽ được đọc từ phía bên tay phải sang phía bên tay trái ạ, đó là biên chính khả phong, có nghĩa là chính quyền được bền cường vững mạnh. Triều nhà Nguyễn là mang từ Huế ra để mà đón phong thượng hoàng Khải Định là từ 23. Và ngoài ra thì bên dưới ngay bức hoàng phi còn được khắc ngay câu đối ngay cửa chỉ vào trong đá, câu đối ở phía bên tay phải của cánh cửa ngay bên kia thì là môn cung tử thần gia tăng phúc thọ, có nghĩa là cửa hướng vào cung vua thì gia đình thêm phúc thọ. Có câu đối ở phía bên tay trái của cánh cửa ngay bên này ạ thì là thiên khai hoàng đạo đường hiện trịnh tường, có nghĩa là trời mở ra vực lớn, nhà vương hiện đến ngành. Vâng, và như là nhà mình có thể thấy thì đối diện ngay trên này ạ là có ngay cái chân cột đá này với lại cái chân cột đá bên kia, thì hai cái chân cột đá này là chính được làm theo bi tượng của Quan Thúc Viện hay còn gọi là Quan Anh Túc, đây là hoàn toàn là bằng đá xanh của địa phương trong vùng này. Và ngày xưa được người dân địa phương đây ạ là đục là bàn tay, và đây cũng một cái độ mà bóng vàng ạ và mi từ này thì ngày xưa là cũng phải dùng những cái đồng bạc hoa xòe hay là cái đồng bạc đồng dung của Pháp là đánh và mài lên, và cho đến khi mà cái bộ vàng đồng bạc đấy ạ nó ăn mòn vào trong cái đá này và tạo ra một cái màu vàng như thế này. Và với trung bình ạ về một cái biểu tượng là cũng phải mài tốn khoảng là 800-900 đồng bạc hoa xòe, và tương với số tiền Việt Nam này ạ thì cũng tương ứng gần như là 800-900 triệu thì mới tạo được ạ một cái chân cột như thế này đây ạ. Tổng của tòa thượng này thì gồm có tất cả là 10 chân cột nhưng mà đã bị phai màu hết rồi, chỉ có duy nhất là hai cái chân cột đá này là vẫn giữ được cái màu là đến nguyên vẹn là từ xưa và cho tới nay thôi. Và nhà mình có thể thấy thì xung quanh ở đây ạ thì đây cũng chính là số ạ 10 cái chân cột được mài từ cái đồng bạc hoa xòe, nhưng mà số đây do là thời gian trôi đi rất là lâu rồi nên là mấy cái chân cột xung quanh đây đã bị phai màu gần như là gần hết rồi ạ. Và sau đây thì mình sẽ chuyển đến sang tiếp theo ngay trên đây. Và đây là gian thứ hai ạ, là gian trung dinh. Về tòa sự này thì được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993, và sau khi mà được công nhận thì nhà nước cũng là có kiểm chứng ạ toàn bộ những phần là đã bị hỏng. Và nếu mà được trước được xây bằng gỗ thông đá nhưng mà khi mà tu sửa lại thì có một số phần gỗ đây ạ là đã thay bằng gỗ đình với lại gỗ nghiến rồi ạ. Và lúc trước ở đây là do ảnh hưởng về nền văn hóa nên là tòa sự này là có được xây tất cả đề theo ba lối kiến trúc, và đối với nhất ở đây ạ thì là lối kiến trúc người Trung Hoa, đó là tòa sự này là mô phỏng lại kiến trúc truyền thống của dân Hoa Bắc vùng Trung Quốc, đó là giếng trời ạ được xây ở ngay đây, và các lớp nhà được xây ạ cao là dần lên. Và còn kiến trúc thứ hai ở đây thì đó là của người Pháp, thì đó là lò sưởi ạ, là cả sắt và cửa kính. Và hiện tại thì cái phòng bày đối diện ngay đằng sau nhà mình đây ạ thì trong đấy là có cái lò sưởi chỉ được làm theo kiến trúc là của người Pháp, và có cả cả sắt với lại cửa kính nhá. Thì một khi nhà mình là lên ra cuối cùng thì sẽ thấy ạ và hiểu rõ hơn. Và còn kiến trúc thứ ba ở đây thì đó là của người Hơ Mông, là tường sáo đá từng chỉnh bằng đất, và những cánh ạ cửa sổ trên này chạm trổ bằng những bông hoa đào hoa lê thể hiện cho sự sinh sôi ạ và nở của con cháu do họ Vương ở đây. Và ngày xưa thì phía bên tay bên này ạ thì đây chính là nơi ở của họ Hàn thân thích của cụ vua Chính Đức. Riêng tầng dưới này thì là cụ là dành cho con gái, và tầng phía bên trên ạ thì là dành cho con trai. Còn đối diện ở phía ngay bên cạnh nhà đây ạ thì tầng phía bên trên này là nơi ạ dự trữ lực
lương thực thực phẩm. Và ngay kế tầng ở dưới này ạ thì là gian nhà bếp là nấu ăn ạ. Vậy và tại nhà mình là còn có đi qua ngay cái bể gỗ nhỏ ngay gian bên trong này ạ. Nó xưa cái bể gỗ này chính là cái nơi tiếp khách của cụ Vũ Chính Đức, là bình thường mỗi khi mà là có khách đến thì họ là sẽ phải ngồi chờ cái bể gỗ này, và khi nào mà cụ là cho vào thì họ mới đi phía sang cuối cùng để mà tiếp kiến cụ ạ. Và sau đây thì em mời nhà mình sẽ vào gian bàn thờ để tìm hiểu một số bức ảnh gia đình ở đây ạ. Mình sẽ cố gắng di chuyển vào phía bên trong này ạ. Và sau đây mình sẽ lại gần ở phía bên này ạ, để là em sẽ giới thiệu một số bức ảnh gia đình bên này cho nhà mình hiểu rõ hơn ạ. Vâng, thưa cả nhà mình thì hiện tại gian này là gian chính ạ, và là cái nơi thờ cúng ông tổ tiên từ trước đến nay của dòng họ Vương. Và dòng họ Vương ở đây có lấy 7 tiên đệ chia làm các đời, và 7 tiên đệ đó là Chính, Chí, Đình, Quỳnh, Duy, Văn, Lập. Và cái người mà đứng đầu đây thì chính là cụ Vũ Chính Đức ạ đấy ạ. Cụ tên tiếng Mông hay còn gọi là Vò Giống Lùng, và cụ có tất cả là 3 người vợ. Và như nhà mình thấy ạ thì có ngay một cái bức ảnh mà chụp vừa gia đình ở ngay tại đây. Thì ngồi đây ạ, bà này chính là bà vợ cả, bà này là người dân tộc Mông, bà này lớn hơn cụ là 14 tuổi, bà này có đẻ cho cụ được 2 người con trai, và người con trai đầu thì tên là Vương Chí Tinh đấy ạ. Đây chính là người con trai cả đấy ạ. Và hiện tại thì nhánh cung này con cháu là đang định cư ở Hà Nội và lại Sài Gòn. Còn người con trai thứ hai thì tên là Vương Chí Sinh. Chí là cái ông mà ngồi giữa ngài chụp bức ảnh ở ngay đây. Ông này là từng sang Bắc Kinh ạ để mà mở mang kiến thức vào năm 1919. Và bức ảnh này của ông ạ là từ cái hồi mà ông còn du học ở bên Bắc Kinh. Và thì khi mà ông này mà mất thì nhánh con cháu của Vương Chí Sinh cũng đã định cư sang Canada với lại Mỹ rồi. Rất là ít khi mà họ là quay lại về đây. Và cùng người vợ thứ hai của cụ thì do bà là không đẻ được con trai, bà mất cũng rất là sớm ạ, nên là không có nhiều thông tin về bà, và bà là cũng là không có mặt trong bức ảnh của gia đình ở ngay tại đây. Còn ngồi ngay bên cạnh ở ngay đây ạ thì bà này là bà vợ thứ ba, bà này là người dân tộc Tây nhưng mà có mẹ là người Pháp, nên là bà này rất là có nét Tây, và bà này là có đẻ cho cụ được 2 người con. Và người con trai đầu thì tên là Vương Chí Trư, chính là cái người mà đứng giữa ngay trong bức ảnh ở ngay đây. Ông này ạ thì cũng là cái người rất là tài giỏi, là cái người sở hữu chiếc mô tô của Mỹ, là đầu tiên đi trong vùng này, và ngày xưa được người dân ở đây công nhận là cái người sửa chữa máy móc là giỏi nhất ở trong vùng. Và vòng nghề con gái thứ hai nữa thì tên là Vương Thị Châu, nhưng mà bị quân cờ đen của Trung Quốc là bắt đi từ nhỏ rồi ạ. Và hiện tại thì nhánh của người con trai út của chị Châu này thì chính là 6 hộ gia đình là đang sống đối diện hiện tại là ở dưới bãi đỗ xe, là trước năm 2004. 6 hộ gia đình này là biết sống và làm việc ở tại đây, nhưng mà vì nước là trùng tu và tôn tạo lại cái dinh thự này nên là nước là có là hỗ trợ kinh phí để 6 hộ gia đình là chuyển tạm sửa dưới bãi đỗ xe sống tạm rồi ạ. Và trong tất cả 3 người con trai của cụ Vũ Chính Đức ạ, và phía riêng ông Vũ Chí Sinh con trai thứ hai này thì ông này là ông có 4 người vợ, là lúc trước là do ông này ạ là cũng không sống ở đây nên là ảnh của vợ con của này ạ là cũng không có mặt ở đây ạ. Và về sự vợ và trong 4 người vợ này thì Vũ Chí Sinh ạ thì bà vợ cả, và người vợ thứ hai ạ thì là người Mông ạ, và người vợ thứ ba thì là người Trung Quốc, người vợ thứ tư thì tên là Nguyễn Thị Hội, bà này là người gốc Hà Đông Hà Nội, bà lưu lạc ở trên này, bà là người ở cho nhà Vũ Chí Sinh là tại bên phố ba. Mới được bà Trương Thị Thượng tác hợp hai người ạ để là vợ chồng đẻ mà đẻ con trai nối dõi, và mới đây cũng chỉ sinh được 2 người con, đó là Hùng Văn Đình Thọ và Vương Thị Mai Thanh. Và trong 4 người vợ của cô chỉ sinh thì có nổi trội trên đấy chính là người vợ thứ ba, bà này là người Trung Quốc và tên Trương Mỹ Thượng, bà này rất là sắc sảo ạ, tài giỏi xinh đẹp và rất là giỏi tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc, giỏi khéo về chính trị đến cả ngoại giao. Đây là cái việc mà buôn bán thuốc phiện hay là quản lý trong nhà ngày xưa của cô chỉ sinh thì đều là do một mình bà vợ thứ ba đây, thì là nó có từ cái lúc mà xin tòa thượng này cho từ bên dưới luôn ạ. Và sau đây thì em mời nhà mình sẽ di chuyển lên gian cuối cùng ngay về trên này ngay đây ạ. Sẽ dừng chân ngay sang cuối cùng đây ạ.
thưa nhà mình ạ, thì đây là khu vực hậu sinh và là khu vực mà cuối cùng của tòa sự này, và đối diện nhà mình ngay phía trên này ạ thì đây là phòng làm việc và tiếp khách của cụ Vũ Chính Đức. Còn phía bên tay bên này ạ thì tầng phía bên trên này là phòng ngủ của cụ, còn tầng hai dưới này ạ thì là phòng ở của vợ con của ông. Còn đối diện ở phía ngay bên này ạ thì tầng phía bên trên này là nơi ạ để đồ cất riêng của cụ Vũ Chính Đức, và riêng ngay cái tầng dưới này thì cũng là dành cho vợ con của ông. Và nhà mình có thể để ý thì ngay bên góc sân nhỏ bên kia là có đặt một cái bể đá nhỏ đấy ạ. Cái bể đá lúc trước là nơi sơ riêng cho cụ của chính Đức. Để người dân địa phương đây là một bàn tay thì cái đá mà còn nguyên khối, chứ không phải là bằng công nghệ. Đây là hoàn toàn là bằng đá xanh của địa phương trong một ngày. Và tính hiện tại đến bây giờ thì cái bể này cũng chính ạ là một trong những cái đồ mà nhìn thấy cụ của chính Đức mà cho tới nay con cháu là vẫn hạt gì được. Và cái này lúc trước là hai đề đấy ạ, để mà cũng không có trong cụ để mà pha chè với lại tắm rửa người tới đây. Và để đục lại một cái bể như thế này thì người dân phải mất thời gian gần như là một năm thì mới đục được một cái bể như thế này để mà cho cụ dùng ở đây ạ. Và em đi vào nhà mình thì đối diện ngay đây ạ chính là cái lan can sắt, và cửa sổ ạ xung quanh đây là bằng kính theo kiến trúc là của người Pháp, vẫn giữ được nguyên vẹn từ xưa từ nay. Cái này lúc trước là được chuyển ạ từ Pháp sang bến cảng Hải Phòng về đây để mà xây lên. Và ngoài ra thì ở ngay trên này là còn có xây ngay 2 kg đá trên này ạ, là cao nhất trên cái tòa sự này ở đây, là lúc trước khi đến thì họ là hay được chuyển đến để cài cáp và bảo vệ cho tòa sự ở ngay dưới này ạ. Và ngoài ra thì hai cái xác của vợ con của cụ ở ngay tận dưới này là còn có một tờ hộp đá được xây vào phía bên trong. Tờ hộp đá ra bên kia trước là tờ hộp đá để mà để thất viện của cụ, còn cái tờ hộp đá đối diện ngay ra bên trong này thì ngày xưa là tờ hộp đá để mà để vạn bạc của cụ ạ. Và về cái đá mà được làm giếng trời đấy ạ, cái đá được cũng được khai thác trong vùng địa phương đây, đã có di chuyển cách đây là 7 km, nhưng mà lúc trước phương tiện ở đây di chuyển rất là khó khăn, nên là việc di chuyển đá về đây ạ thì cũng là di chuyển bằng sức người. Họ di chuyển về đây ạ xong là đục bàn tay, xong là mới lắp vào đây để xâm lấp đá giếng trời. Và về cái chi phí để mà xây dựng được tòa sự này thì hết là 15.000 đồng bằng hoa xòe, và tính với số tiền Việt Nam kia thì cũng gần như là 150 tỷ ạ. Nhưng mà đây chỉ là số tiền mà cụ là dành để mua gỗ với lại đá thôi. Về cái quá trình như là cụ thuê công nhân thì tới hiện tại đây là một số tiền chưa thể xác định là bao nhiêu, hay người ta còn gọi là vô giá, và cũng chưa thể là xác định được tòa sự này sẽ được công là bao nhiêu tiền ạ. Và tòa sự lúc trước là tòa sự này là thuộc bộ quản lý của nhà nước, nhưng mà hiện tại nước là cũng đang cho trả con cháu được gần như là 2 năm nay rồi. Và hiện tại thì nhà này sẽ là nhà của tư nhân và con cháu cũng sẽ là tự quản lý luôn ạ. Và thì lúc đấy là em cũng đã dâng ạ, nhưng là cho nhà mình là cũng hiểu rõ hơn về lịch sử của tòa dinh thự, thì em ạ xin là kính chúc nhà mình là sẽ có một chuyến tham quan trên cao nguyên đá được bình cương địa đồ tổ quốc ạ, thật là nhiều kỷ niệm và ý nghĩa. Dạ vâng, em xin chào cả nhà mình ạ. Nhà mình là có thể là tham quan tự do rồi ạ. Dạ vâng ạ. Hai bên này là hai quả thuốc phiện. Vâng. Hai quả thuốc phiện đấy. Đi chủ dựng lên cái anh em vào thưởng thức cái nhà lắm rồi. Vâng. Những cái quả này quả thuốc phiện mà, đúng không? Em ơi, chủ tham quan 5 phút nữa ra nhá. Ok luôn. Đi ra luôn rồi. Rồi lên cái kho thuốc phiện. Vâng. Không có bên này bàn ghế ở đây có bộ bàn ghế mấy cả cái tủ của ông. Nhà này thiết kế toàn bộ bằng đá với gỗ hết mọi người ạ. Trung ơi! Đi vào đây đi theo chú lên, lên kho đạn dược. Sướng nhỉ? Này kho, kìa, theo chú Trung. Ôi! Trung ơi! Trung ơi! Trung ơi! Kho đây, kho vâng. Đây là 10 khẩu súng kíp. Tìm ngựa. Sắp cái bàn làm việc vào một cái. Nhờ ai nhé chú? Thôi cần gì đâu, ra đây mình chụp cho mình thôi. Chụp đây. Đây này, đây đây. Đang có người đằng sau. Đây phía sau đây khu nhà ngang của ông. Xung quanh đây trồng khá nhiều cây đào. Chắc là đào này thì là mới trồng. Đào mới trồng. Đường này mới làm. Vâng.
cũng là một trong những địa điểm không thể. Đây là khu chuồng ngựa của ông này. Vâng. Trong vườn nhà ông trồng rất nhiều cây đào. Mình sẽ đi xung quanh khu vườn của nhà ông cho mọi người cùng tham quan nhé. Những cây cao cao ở phía trước quý vị và các bạn, sau hàng cây đào này lên đến tuổi đời hơn 100 năm rồi. Cụ thể là khoảng 120 năm. Ngôi nhà của ông mình cảm tưởng như là nó là lọt thỏm giữa một thung lũng, xung quanh là các ngọn núi cao bao bọc. Đếm sơ sơ thì có khoảng 4 ngọn núi, 5 ngọn núi cao xung quanh tòa dinh thự của ông. Đấy, đi phải đi hết ở đây, đây là chỗ rồi. Này chuồng. Vẫn là chuồng nuôi súc, chuồng ngựa, chuồng bò. Hai bên là chuồng ngựa hết. Ở đây ông nhà đang nuôi cả ong mọi người. Bể cá hay chuồng nuôi ạ? Đây là một chỗ vừa chữ nước luôn thì phải không ạ? Chắc bể nước thì đúng hơn. Ủa, nhìn cái hàng cây này thích quá chứ ạ? Mát. Nhưng bây giờ phải rồng thì 100 năm sau mới có được cái này. Đúng rồi. Bây giờ không rồng thì bao giờ mới có được. Bây giờ chúng mình cây thì cao quá. Cái hồng này nó có. Dạ. Cái hồng này trồng nó có sống không nhỉ? Hồng leo á. Đây mà. Muốn lấy ở đây cơ. À. Mua ở khu vực trên đây á? Đây, đây người ta chuyển về tận nơi ấy, hồng cổ Sa Pa mấy cả hồng. Không, ý chú nói là lấy tại trong dinh thự này, là lấy tâm linh ấy. Ui, người ta làm sao mà cho. Cái nhánh gì đấy, trồng cái nhánh gì đấy. Xung quanh tường nhà ông bao bọc là những bức tường đá. Đào bao xay hết. Rào ra quả. Xung quanh kể cả nhà của ông luôn. Toàn bộ là dùng gỗ và đá thôi mọi người. Những bức tường đá có chỗ lên tới 5-70 phân luôn. Rất là dày. Dày khủng khiếp luôn đấy. 50 phân. Chắc phải tầm 50 phân. Đây. Ngay ở đoạn này các bạn có thể thấy đây. Đó, chiều dài như vậy mà. Đây. Dài hơn một cánh tay mình luôn. View góc này lên. Hút được cây này. Wow. Cái vườn này của ông quá đẹp. Rất đông du khách đang đến thăm ngôi nhà của ông. Vua mèo. Em nữa chị ơi. Em nữa chị ơi. Chị ơi, tranh thủ ra xe nhá. Thôi, di chuyển ra xe nào. Này, lên đi mày đây. Còn đây là góc nhìn từ trong nhà của ông đi ra này mọi người. Mình sẽ quay cho mọi người góc nhìn. Hai hàng cây hai bên. Bao bọc xung quanh nhà của ông là ông trồng rất nhiều cây. Cái gì quên tên, lại quên tên mất rồi. Sa mộc. Sa mộc, cây sa mộc. Với tuổi đời lên đến hàng trăm năm rồi. Rất là to. Nhà ông thì nằm giữa một cái thung lũng mọi người. Xung quanh là các ngọn núi rất là cao.
sẽ đi ra ngoài luôn nhé cho mọi người cùng ngắm nhìn. Đây là nơi bán vé. Đây con sáu của sỉ. Vâng. Đây các cái mộ của các gia đình. Đây. Đúng rồi, có các mộ gia đình nhưng mà lúc nãy em mới giới thiệu mình không đứng bên trong. Đây chỉ có mộ ông Vương Chí Sình thôi. Có nhiều chú, con cháu thấy đắp mấy ngôi. Vương Chí Sình là mộ to nhất thôi, còn ông Vương Chí Đức thì là vương. Ở cách đây mà. Cái cây này to khủng khiếp luôn. Ở đây mình nhìn được khoảng, ui nhiều đấy. Chắc phải chục ngôi mộ rất là lớn trong cái vườn này. Mình nghĩ đây là một địa điểm cũng không thể bỏ qua khi đến thăm du lịch tỉnh Hà Giang. Vua Mèo, Vương Chí Sình. Cảm ơn mọi người theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Ờ, cứ mua đi, ngày mai về nhá, đi về trước ơi. Con mua hai đi, con mua đi cho mua bao nhiêu. Được bao nhiêu? Ở đây mình thấy rất nhiều các bạn trẻ, người nước ngoài đi du lịch thuê xe tự lái hoặc là thuê cả người lái luôn. Xe ôm, có người ôm luôn. Đấy, những cái mũ giống nhau này này. Thế là thuê xe đấy mọi người. Tại vì cung đường Phượt, tỉnh Hà Giang được coi là một trong những cung đường đẹp nhất, khó đi nhất mình từng biết. Cũng có thể sẽ có những cung đường khác đẹp hơn, khó đi hơn, mình chưa biết. Mà đi khá nhiều tỉnh thành thì đây là một trong những cung đường khó đi nhất mình từng đi. Mọi người đi cũng phải cẩn thận, những ôm cua tay áo liên tục đổ đèo. Và mình đã ra xe. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.